bắt đối tượng kề dao vào cổ cướp điện thoại người đi đường. Đang dẫn con gái đi bộ trên phố, chị Hát bất ngờ bị đối tượng lạ mặt kề dao vào cổ để cướp chiếc điện thoại di động. Ngày 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vinh, 26 tuổi, ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 11, chị NTH, 46 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, dẫn con gái 5 tuổi đi bộ trên đường D6, KP7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa thì bất ngờ bị một đối tượng đi đến dùng dao khống chế để cướp tài sản. Đối tượng đã kề dao vào cổ chị Hát đe dọa để cướp chiếc điện thoại iPhone 12 của nạn nhân. Chị Hát kêu cứu thì bị đối tượng dùng dao gây thương tích ở cổ và lấy chiếc điện thoại tẩu thoát. Qua điều tra, truy xét, trưa ngày 29 tháng 11, trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Quang Vinh, nghi can thực hiện vụ cướp nói trên khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Vinh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã mang theo dao đi tìm người cướp tài sản. Khi đến địa điểm trên, đối tượng phát hiện chị Hát có cầm theo điện thoại nên đã khống chế để cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Quang Vinh đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, cướp tài sản và vừa mới ra tù năm 2021.